Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Lý Nhược Đồng gầy gò vì ép cân. Khán giả cho rằng Lý Nhược Đồng đang bị ám ảnh ngoại hình và lao vào cuộc chiến giảm cân quá đà. Hiện tại cân nặng của cô chỉ còn 41kg. Vào ngày 20 tháng 3, trang QQ đưa tin Lý Nhược Đồng chia sẻ video tập gym rèn luyện sức khỏe lên mạng xã hội. Trong video, nữ diễn viên hướng dẫn người hâm mộ tập luyện bài nâng tạ. Hình ảnh mới nhất của người đẹp thần điêu đại hiệp khiến cho khán giả lo lắng. Cô để lộ vẻ gầy gò với hai má lõm sâu, gân cổ lộ rõ mỗi khi thực hiện động tác nâng tạ và hít thở. Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng Lý Nhược Đồng đang bị ám ảnh phải có vóc dáng thon gọn nên tập luyện đến mức cơ thể trở nên gầy gò, đáng báo động. Theo trang Sina, trước khi bước vào giai đoạn sụt cân, cô nặng 46kg. Người đẹp được khen dáng người cân đối, thanh mảnh. Tuy nhiên, hiện tại mỹ nhân Hồng Kông chỉ nặng 41kg, cao 1m66. Dù lộ rõ những dấu hiệu xuống cân, Lý Nhược Đồng vẫn khẳng định bản thân khỏe mạnh, béo và gầy thực ra không liên quan, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh là được. Chia sẻ với tờ iPhone, sao nữ từng cho hay cô rất nghiêm khắc với bản thân trong việc quản lý cơ thể. Dù lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc, nữ diễn viên vẫn đảm bảo tập thể dục 5 buổi một tuần, mỗi buổi khoảng 2-3 tiếng nhằm duy trì thân hình thon gọn cũng như tăng cường sức khỏe. Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Võ Đăng, Đại Tống Truyền Kỳ, Sương Môn Nữ Tướng. Đáng chú ý, năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô. Đến nay, dù đã trải qua hơn 20 năm, phiên bản này vẫn được coi là Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh.